Hello cả nhà. Hôm giờ có rất nhiều anh em nói chuyện với Duy về chiếc áo đốt không cháy ha. Nói là áo fuel xịn mà phải đốt không cháy. Tính nói thiệt ra ông nào nói áo fuel đốt không cháy đốt thử mà thấy không cháy thật thì muốn gì tôi cũng chịu. Không có áo nào đốt không cháy hết. Căn bản là đốt ở lửa nào, nhiệt độ nào đi ha. Ví dụ như hờ hơ, tắt tác, tác tác kiểu này thì không bao giờ mà cháy được áo fuel ha. Nói chung là ví dụ như đốt kiểu này thì không bao giờ cháy được áo fuel, nó chỉ gọi là xém xém thôi. Nhưng mà có một chiếc áo không cháy thật, có một chiếc áo không hề cháy thật, đó là chiếc áo của lính trực thăng, lính lái trực thăng. Và cái áo đó nó ít người biết lắm. Căn bản là lính Mỹ cũng không còn sản xuất cái áo này, bởi vì theo như mình biết nó được sản xuất bằng sợi aminyan, mà sợi aminyan thì nó rất độc, nó không hề tốt cho sức khỏe. Thì thằng Mỹ mà tiêu chí của nó là cái gì không liên quan đến sức khỏe và không tốt là phải loại thôi. Để chứng minh là cái áo đó không cháy thật thì tớ sẽ đốt nó cho mọi người coi. Đây là xăng Zippo, tớ bán Zippo đi, xăng Zippo lúc nào cũng rõ nhiều ha. Đây chị chờ Zippo ha, tớ bán Zippo, mọi người ghé muốn mua xăng Zippo thì 50-55 ngàn tùy theo thời điểm. Và tớ sẽ thử với mọi người coi ha, đó. Và đốt. Ok, nếu mà cháy thì bỏ ha. Cũng khá nóng nóng bên trong bên ngoài đó nha anh em nha, nhưng mà căn bản như này nó sẽ không cháy cái áo, đúng không? Đó, tớ chứng minh cho mọi người coi và mọi người sẽ coi cái áo này và xem nó có cháy không nha. Ok, thử coi nào. À, đúng là có cái áo không cháy thì đúng không? Ok nha. Đó, ok chai xăng vậy thôi. Bây giờ tớ sẽ cho mọi người coi ra ánh sáng xem nó như thế nào, đúng không? Rồi, đây, tớ ra sáng quay cho mọi người. Cái áo này khá hiếm, không phải ai cũng biết đến cái áo này. Thật ra vì nó không có đẹp nên ít người để ý. Và nó có cái sợi dây khóa thường là của hãng Scoville ha. Và cái áo này nó kỳ lạ một cái là nếu mà size S thì rất là nhỏ nha, nhỏ xíu 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 xíu. Người Việt mình phải những ông nào nhỏ thật bé ông mới mặc được. Nên năm ra tớ nếu mà tớ mua cái áo này tớ thường chọn những cái áo size large và long hoặc là đáp regular, chứ còn short là thua luôn. Nó có phân ra những cái dòng size này size kia ha. Đó. Và đây là chiếc áo đó. Bo biết quả còn rất là đẹp nha anh em. Bo đồ đẹp lắm. Vấn đề của cái áo là đây là size large và phù hợp với những bác nào từ 1m65 cho đến 1m68 thôi. Đậm đậm người một xíu đẹp, tốt quá không mặc đẹp đâu. Thì tớ là quay phi ký nè. Ok, và tớ mặc cái áo này rất đẹp. Giá của cái áo này là 4,5 triệu bao vận chuyển. Anh em nào quan tâm thì call trực tiếp cho mình theo số điện thoại là 0913410303. Kết bạn Zalo, đăng ký kênh để xem thêm những cái dòng sản phẩm độc đáo khác của mình nha. Chào anh em. Tiết bên trong cái áo cho mọi người coi ha. Thật ra cái áo này xài rồi các bạn. Hồi xưa Duy mua mấy cái áo này rẻ lắm, nó có mấy trăm ngàn thôi à. Mãi sau này bắt đầu kiểu một số người họ biết họ tìm mà mua á, rồi giá nó đắt lên. Chứ hồi đó tớ thấy, tớ coi trong cái phim gì mà có anh chàng gì đó đóng, thấy cái áo này đẹp quá, xong rồi tớ lên mạng tớ lần tớ mua về, giá có mấy trăm ngàn thôi. Về mình mới phát hiện ra cái áo này áo không cháy. Và mua lâu lắm rồi, mua các hồi cái phim nó mới ra. Xong bây giờ thì nó nhiều, nó bị nhiều người biết đó, họ cũng săn dữ lắm nên đâm ra là nó không còn nhiều. Lâu lắm rồi tới mới đụng lại cái này. Nó cũng bị sờn nhiều hơn, ví dụ như đây nè, cái vết mà tới đốt thì không có vấn đề gì ha. Không hề co, không hề này nọ, nhưng mà nó có một cái sổ sờn ở đây. Đó, cái áo này rất dễ buông chị nha các bác nha. Cái chị kiểu nó không kiểu giống như chị không tốt, nó có thể chống cháy mà không phải là chị tốt, nó hay bị bung chị, kiểu rất chị đó. Ok. Đó, cái tay của nó bị sờn ngay này các bác này, các bác để ý nha. Cái tay của nó là nó bị sờn ngay cái góc mặt này, nó bị sờn một hai chỗ thôi. Đó, một hai điểm. Nhưng mà căn bản là cái bo của nó còn rất đẹp. Áo cổ cũng còn rất đẹp, mọi thứ còn đẹp. Màu thì so với bên trong này thì các bác mình biết là màu bên trong với bên ngoài là mình biết được, cái màu đồ xuống màu của nó thì xuống cũng nhiều rồi đó. Thấy không? Cái màu gốc của nó là bên trong lót áo này, còn cái màu bên ngoài này là các bác biết xuống nhiều rồi ha. Đây cho mình các bác coi cái tem áo luôn. Áo này là nè, dòng Jackie cái core West nè, 586 nha các bác. Size lap regular. Nếu mà được cái lap long là mặc rất đẹp, nó xài phụ mông luôn. Cái này nó còn chia ra size. Nhưng mà không phải hàng chiến tranh Việt Nam nha. Theo tớ thấy anh em trước giờ chơi thấy trong chiến tranh Việt Nam không thấy có cái áo này. Nó chỉ rơi vào khoảng tầm mấy là thôi ha. Không biết là có hay không, nhưng mà mình thật ra là mình không biết. Nè, NATO size là cái này. Còn stock size gì. Nhưng mà đây là hàng của Alpha Industrial nha. Đây là hàng áo của Alpha đàng hoàng nha anh em. DLA là những cái năm sau này, 586.
Đó, ok nha. Anh em nào quan tâm thì cô Như Duy giá là 4,5 triệu nha anh em. Cô Như Duy theo số điện thoại là 0913410303, kết bạn Zalo nha anh em. Chào anh em nha. Cái áo này là giúp mình ăn rất nhiều chầu nhậu khi cá độ là đốt không cháy nha anh em. Anh em nào mà hay nhậu nhẹt mà muốn ăn trên bàn cá độ về một cái áo đốt không cháy thì nên sở hữu cái áo này nha. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Đăng ký kênh để theo dõi thêm những dòng sản phẩm khác của Duy nha anh em. Chào anh em.